trở lại với channel của Nắng Vàng và Nắng Ấm. Ok, so hôm nay hai chị em cũng có một vài bịch chip với lại một món kẹo để muốn chia sẻ với các bạn. Thì ok, mình vô lên cho các bạn coi mình có gì. Yeah. Lấy hình. Đẹp không, đẹp không? Yeah. Okay. Ok, rồi. Từng món một nha. Bây giờ món đầu tiên đi. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái hiệu chip Lay này là mình đã từng nói qua ha. Nó có nhiều mùi, nhiều màu. Cho nên mình giới thiệu một lần cái mùi khác, lần này mình giới thiệu mùi khác hả? Rất nổi tiếng ở Mỹ. Người Mỹ rất là thích. Thông dụng. Trong cái bịch chip này là nó có mùi barbecue, là những cái mùi mà nướng thịt á. Thì trong cái barbecue nó vậy đó. Cái bịch chip vậy. Rồi, mời Nắng Ấm. Thank you. Nó có chai nước sốt barbecue ở đây nữa nè. Cái hình này mấy bạn thấy không? Nhìn hấp dẫn. Ở đây người ta nướng barbecue, người ta hay dùng cái này, người ta chiết vô cái miếng thịt. Người ta chiết vô cái miếng thịt vậy á. Cheese. Cheese. Rồi cái miếng này nè, nó dày nè, nó có màu hơi màu cam cam đậm đậm. Thì cái miếng khoai tây mình nó chiên rồi nó tẩm nước barbecue ra. Nó ngọt ngọt. Cái vị đầu tiên là ngọt ngọt. Có mùi barbecue cái vị đó. Rồi nó hơi oi ồ một chút. Nghĩa là nó có một cái mùi hun khói, mùi hun khói. Dạ, hun khói. Barbecue cái mùi đặc trưng nhất của nó là mùi hun khói. Có cái vị ngọt, dầu, mặn mặn khói. Mặn mặn. Đó, chắc thêm miếng nữa. Đây là cái hình chip nằm ngang. Nó ngang cũng ok. Nó không ăn luôn. Miếng nữa. Con da Nắng Vàng mê này. Ờ. Mà Nắng Ấm không chăn nhiều. Phải, đúng rồi, ăn nhiều này nó không tốt rồi. Ok. Có mình chiếc thứ hai đi hả? Yep. Thứ hai cũng là hiệu Lay. Đây là hiệu này thì nó có cái vị có trái chanh và ớt và chanh. Ớt và chanh giống cái mùi cũng bể quá. Ớt, chanh. Ok, trong này có gì? Là nó sẽ vô, nó sẽ kích động hai cái đó trong mùi mình. Ngửi mùi chanh ha. Ồ, nè. Mùi chanh. Ớt và chanh. Ok. Khá là nồng nàn, giống như cái áo của Nắng Vàng. Cái màu nó cũng giống như cái màu kia, giống như nhưng mà cái vị sẽ khác hoàn toàn. Cái kia Mỹ nó ăn gì ngọt ngọt lắm, còn này hả, mẻ thích ăn gì chua chua. Đây ớt ớt cay cay, chua và cay. Wow, nó chua, nó cay, nó mặn mặn, nó giòn và nó cũng hơi dầu. Giống y chang mấy cái mùi lạng mẻ mình ăn đó hả? Người cái vị chua và cay nó rất là đặc trưng. Tới mức độ mình ăn này biết nhớ là mình phải ăn mùi mễ. Không, một cái mụn nó đem một cái hương vị rất là khác. Tại nhiều khi mình ăn tiếp mình ngán, nhưng mà cái mùi chua này nó làm mình bớt ngán. Cho nên nó có cái hay vậy, nhưng mà nó cũng ok thôi chứ đúng không lạ. Phải quá xuất sắc. Được ha. Nắng Ấm không thích cái đó với cái barbecue nãy Nắng Ấm. Bây giờ Nắng Ấm ăn chip cái nào phải ngon nó mới ăn mới thích. Chip Nhật cái thường nó hợp với khẩu vị của mình, hay chip Thái. Để bữa nào mình làm đồ ăn Thái cho mấy bạn. Mấy bạn như bạn yêu cầu ăn thăng lái. Đồ ăn thăng lắm. Mà mình sẽ từ từ làm. Làm hay mua? Mình mua chứ, mình mua về mình làm video. Ý mình là thế. Ok. Ý mình là vậy. Bạn thứ ba vàng clean chứ thiệt. Cho Ấm giới thiệu Ấm lười. Ấm chỉ thích ngồi ăn mặt thôi. Đây. Yeah. Cái này là mùi gì thế? Cái này là family size. Nó chẳng mùi gì hết. Nó ghi là muối biển, chốt chút muối biển thôi, ít muối thôi. Nó nói là ít muối không bình thường. Thì đúng rồi chứ. Cái này là không có mùi gì hết. Chỉ là khoai tây với lại chút hành củ ô. Bịch này mới luôn hả? Đúng rồi. Ai mua thế nhỉ? Chồng Ấm mua. Ở chồng Vàng mua. Chồng Nắng Vàng mua một tủ. Chồng mày mua mỗi lần mua 4 bị như vậy nè. Oh my god. Nó bự hơn Nắng Vàng luôn. Wow. Can you believe it? Đó, nó một cái vài nguyên thì chỉ có một nửa này đầy thôi. Thì mấy vị trí bên nó phải làm vậy. Ok. Nó thơm cái mùi fresh lắm các bạn. Không, trắng tinh như giấy mới. Nắng nè như lạnh kẹo. Cái này gọi là gì ạ? Bánh trôi nước. Thanh. Rất là thanh, tại không có ướp gì trên. Chỉ cũng không quá mặn. Cái này chiên hay nướng vậy? Chiên. Chiên. Không thấy bóng lại hả? Cái môi mình mà khô mình ăn hộ cái môi khỏi khô. Khỏi đánh sơn bóng. Khỏi bị sợ khô môi. Để muốn ăn lóng được đâu. Ok. Món tiếp đi.
Chà, ở sở không mua nhưng mà nó hơi ngán, tại nó cũng chẳng có mùi gì làm cho cái vị giác của mình nó tỉnh giấc hết trơn. Yeah, nó hơi nhạt nhẽo nhẽo. Cùng là bánh kẹo. Ok, đây là sản phẩm của Nhật, Product of Japan. Kẹo okay. Này là kẹo gì? Không biết. Kẹo này là kẹo Sakuma Drops. Sakuma Drops. Okay. Bên này là có chữ đó, còn bên này là chữ Nhật. Còn các những cái viên kẹo nó dày, mỗi viên kẹo nó một vị. Thì mình phải khui ra để cái hộp cho nó có đài. Tại khi mà nó mà mua, thực ra nó bạn thích cái hộp. Cái hộp này khá đẹp. Nó hay hay. Ok thôi nè. Không có gì là lá. Không có gì là lá. Ok. Lắc đi. Nó xe tay ra. Sao bé không lắc? Sao bé không lắc? Ủa lắc là không có. Đó, đưa đây. Ok rồi. Yeah, vậy. Mình lấy được cái màu trắng. Và mình lấy được cái màu hồng. Sau một hồi lắc tôi bời. Mùi vải ngon. Thanh cảnh. Cái này kẹo của Nhật. Đồ mắc tiền nó ngon. Nó ăn thích này nhất trong tất cả các loại chip. Tại cái này bao mấy rồi. Còn cái của nó vàng, nó mùi là mùi thơm. Mình cái thơm á. Nó thơm nhẹ nhẹ thôi. Kẹo là phải như vậy mới kẹo chứ, kẹo giờ mà ngọt đậm đà á, nắng ấm không thích nữa. Tại nắng ấm khá là già. Không còn, đã qua cái thời trẻ treo. Ok rồi, trong tất cả những cái món mà mình có này. Đấy. Em nào là chiến thắng? Em nào là chiến thắng? Dạ, nắng ấm thích này nhất, nắng vàng thích gì nhất? Nắng vàng thích cái này. Dạ, yeah, hai mẹ con giống nhau. Tại con trai của nắng vàng cũng thích anh trai nhà xíu. Mà quậy lắm. Ok rồi, ok vậy thôi, chứ nắng vàng với nắng ấm hẹn các bạn video lần sau hết.